đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.